hai chào các bạn thân mến mình là cô cô đậu bé bự đây à, hôm qua câu Cô đã chia sẻ với các bạn chương đầu tiên trong cuốn bách yêu phổ tập 3. thế và ở trong chương đó thì uh, con yêu quái được biến thành từ cây phong già cây phong uh, sống lâu đời đã vì những cái người dân ở một cái thôn quê uh, xa lắc xa lơ không có nước Do con sông bị cạn Mà đã bất chấp mọi gian khổ Để đến ti phủ Tìm gặp ti tĩnh à, Gặp mà các thiếu gia của Ti Phủ Nhờ can thiệp giúp đỡ Để chống lại một con yêu quái Có quyền lực hơn Để cứu giúp cho những người dân Để cho người ta có thể có nước dùng Trong cái con sông khô cạn đó Thế và nó đã bị Ti Cuồng Lan từ chối Và đảo yêu cùng với mọi người Đã cảm thấy rằng Ti Cuồng Lan rất là Quá quất trong cái cách xử lý như vậy Thế và Hôm qua thì Ti Phủ đang chịu một Mưa, mưa rất là lớn Và tiếp theo thì mọi việc sẽ tiến triển ra sao bởi các bạn theo dõi Bách yêu cổ tập 3 trường 2 độ ngư phần 1 Nó cảm thấy may mắn vì mình vẫn là yêu quái Nên trên đời này sợ là không có giống ai như nó Làm người cũng rất vui mà làm yêu quái cũng rất vui Trời đã sáng dần, mưa vẫn chưa tạnh trên dưới ti phủ đều bận rộn chạy qua chạy lại suốt đêm nổi niêu sòng chảo nơi nào cũng có cái cảnh tượng phải nói là vô cùng bị tráng trong nhà ăn, tiếng ngáy của ti tĩnh uyên cùng với tiếng mưa hòa quẹn với nhau. Hắn có lẽ là con lợn đầu tiên có tướng mạo nhìn được nhất ở trên cái đời này đấy. Ăn được, ngủ được, từ trên ghế trượt xuống dưới đất, vẫn hay không hay biết trời trăng mây gió gì cả rất ạ theo bản năng cứ ôm lấy cái chân ghế mà tiếp tục ngủ đào yêu ôm lấy chén trà giống như người vô sự ngồi bên cửa sổ ngắm mưa liễu công tử ngồi bên cạnh vừa cắn hạt dưa vừa náp Ăn một hạt, còn một hạt thì đút cho cút xéo, không bóc vỏ là không được, cút xéo cũng sẽ dùng cái móng hổ ly của nó mà cào chỉ có miêu quản gia và lắm lời là lộ vẻ bất an thỉnh thoảng lại đi đến bên cửa quan sát sau đó một lời khó nói quay về lại mọi ánh mắt đều tập trung vào trên người ti cuồng lan có lúc thực sự hoài nghi cai tên này mới thật là yêu quái Chính là cái loại yêu quái được làm từ đá ấy. Nếu không thì không có cách nào giải thích được Là vì sao lại có một cái người lại có thể ngồi yên Không hề động đậy trong nhiều canh giờ đến như thế Trừ cái ngón tay lật trang giấy và ánh mắt di chuyển theo thì hoàn toàn không động đậy từ chất này mà chơi một trò hai ba người gỗ thì hẳn là hắn không bao giờ thua. Đào Yêu lén lút quay đầu nhìn hắn, trừng mắt một cái, lại quay đầu lại, vẫn cứ như thế. Ngươi nhìn hắn, hắn không nhìn người. Ngươi hỏi hắn, hắn không trả lời ngươi. Mặc dù ở rất gần ngươi, nhưng hắn lại ở trong thế giới riêng, không có bất cứ ai có thể xông vào được miều quản gia không biết đã bao nhiêu lần chạy ra chạy vào vặt vặt y phục thấm nước nhìn ti cuồng lan cảm thấy như chẳng thể nhìn thấy bất cứ thay đổi gì trên người hắn thở dài một hơi quay người đi đến cạnh đào yêu khẽ giọng nói đào nha đầu à sao cứ cảm thấy thầm cô nương hình như biến sắc rồi liễu công tử nhả vỏ hạt dưa trong miệng ra cố ý nói thật lớn đã mưa cả mấy canh giờ rồi tuổi tác lại lớn như thế không biến sắc thì mới lạ lạ chứ à thẩm cô nương sẽ nguy hiểm đến tính mạng ư ừ, miều quản gia căng thẳng thẩm phong biến thành màu gì rồi giọng của đào yêu còn lớn hơn cả liễu công tử trắng lên rất nhiều miều quản gia gấp gáp nói trắng như là bị mất máu ấy trắng rồi trắng cũng không sao ít nhất là còn có thể chống đỡ được mấy canh giờ nữa đợi lát nữa nó biến thành màu đen thì ông hãy vào thông báo thiếu gia nhà ông đi nhặt thi thể nó dùng luôn nhá đảo yêu cố gắng nói từng chữ thật rõ ràng để chắc chắn rằng câu nào cũng thuận lợi lọt vào tai của ti cuồng lan miều quản gia nhíu mày kéo đào yêu quả một bên hay là đừng đợi nhị thiếu gia nữa tính khí của ngài ấy ngươi cũng rõ mà nếu như ngươi đã đến từ nơi truyền quản chuyện yêu quái thì lẽ nào lại không thể ngăn cản tiểu yêu quái bên ngoài kia để nó chết như vậy thực sự không hay đâu đào yêu lắc đầu tà chỉ trị bệnh thôi bây giờ nó không có bệnh lại nói ông xem nó tốn bao nhiêu sức lực đến để đây đến đây để cầu xin chắc cũng đã hạ quyết tâm không mảng đến sống chết rồi ông cứ cớ gì mà phải làm hỏng tâm ý của người ta lan lan à mưa rột rồi đệ không đi giúp thì tạ đi khờ khờ đuổi gà ngon quá Phi tĩnh uyên ngủ mê Đến rõ rãi ra mà thỉnh thoảng vẫn còn nói mớ Miêu quản gia thấy thế Đau đầu chạy lại Khẽ vỗ vỗ tì tĩnh uyên Đại thiếu gia, đại thiếu gia Đừng nằm ngủ dưới đất Tỉnh lại đi Lúc này đây Cuốn binh thư ở trong tay ti cuồng lan Đã lật đến trang cuối cùng Hắn nhắm hở mắt lại mở cửa ra nói, kêu nó vào đây, không cần làm mưa nữa mưa tạnh rồi chứ thì tĩnh uyên không biết nghe thành cái gì mơ màng bỏ ở dưới đất lên chửi nước miếng kêu ai vào thế đây quả thật là một điều bất ngờ quyết định của nhị thiếu gia ti phủ xưa nay còn cứng hơn cả sắt đá trước nay chưa từng có tiền lệ miều quản gia, hơi đờ người lại cười cười lắc đầu quyết định là sắt đá lòng người lại chừa chắc tiểu diêm vương của tỷ phủ cuối cùng cũng chỉ là một cái danh mà thôi. Đảo yêu cười hì hì, nhảy nhót đi ra khỏi cửa. Liễu công tử hừ một tiếng lẩm bẩm, Hừm, giả vờ giả vịt. Thiện tai, thiện tai, tình hình có xoay chuyển rồi. Lắm lời thở phào một hơi, quay đầu nói với liễu công tử. Người thua rồi, mười cái bánh bao chay. Đâu còn chưa gật mà, sao có thể tính là ta thua được? Liễu công tử không chút đổi sắc nói. À gì đà Phật, nhị thiếu gia sẽ không thấy chết không cứu đâu. Người mới quen hắn bao lâu hả? Dù sao thì có mười cái bánh bao chay Đào yêu không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng hài người, xịn cái mặt đèn xì như đít nổi nói đến cái này cũng được các người có nhân tính không hả đến cái này cũng cực các người có nhân tính không hả ta vốn dĩ không phải là người rảnh thì cũng rảnh đợi chút ngươi dựa vào cái gì mà trách mắng chúng ta hả người chính là người không có tư cách mắng ta nhất đó được chứ hứ đương nhiên là dựa vào việc ta từng cực khổ kiếm tiền nuôi hai cái thứ vô dụng các ngươi ta nhổ vào chúng ta còn không nghèo đến mức ngày ngày đều ăn rau xanh với đậu phụ sao a à gì đà phật mưa tạnh rồi một câu nói của lắm lời cuối cùng cũng khiến cho hai người họ im miệng âm thanh tí tách dần biến mất bầu trời dần dần trở lại ánh nắng chiếu rọi tràn ngập cả căn phòng thẩm phong ướt như gà luộc lần nữa đứng trước mặt tì của lan Sọc mặt quả thực đã trắng bệch đến mức không còn có thể trắng hơn thần thể hơi run run không cần mạng cũng muốn chúng ta đến quê nhà ngươi cứu còn sồng đó à tít của lan như cười như không nhìn nó nó cắn môi dùng sức gật đầu Tả muốn cứu người tính mạng của họ quan trọng hơn bất cứ điều gì mộc châu hồi long thôn sông cẩm lân sông bạch tước đúng chứ hắn lại hỏi thẩm phong gật đầu càng mạnh các người đây là đồng ý rồi phải không đương nhiên rồi đảo yêu cướp lời ngươi xem nhị thiếu gia nhà ta là ngươi nói ngài đến một chữ cũng không nhớ sai có thể thấy là ngài rất để tâm đến thỉnh cầu của ngươi đó ti cuồng lan không lên tiếng nâng chén trà uống vậy vậy thì sao còn phải bắt ta dùng mưa để bức ép thẩm phong không hiểu lại có chút tủi thân đảo yêu cười cười <laughs> Mưa lớn dễ khiến người ta thanh tỉnh, nhất là mấy cái con người ngoan cố, lúc nào cũng trò mình là đúng ấy, đầu óc cứng nhắc đến vô dụng. Ta, ta không hiểu lắm. À, không cần ngươi hiểu, dù gì thì bây giờ việc của ngươi trên dưới Ti phủ sẽ dốc lòng giúp đỡ, đúng không nào, Nhị thiếu gia? Đào Yêu nghiêng đầu cười với Ti Cuồng Lan. Ti Quảng Lam mỉm cười đáp <cười> Vậy thì lần này hai người chúng ta sẽ đích thân đến Mộc Châu giải thị phi của yêu quái này Những người khác ở lại ti phủ Trận mưa này quả thực là quá lớn Ti phủ cần phải dọn dẹp sửa chữa nhiều chỗ Các người nhất định phải dốc lòng mà làm nhé ừ, Hai người chúng ta Đào yêu đắn đo hồi lâu mới sực tỉnh cái công việc giải thị phi này, người hắn đưa theo thì phải là Ti Tịnh Uyên chứ, sao lại là nàng? Nàng sớm đã kế hoạch xong cuộc sống thần tiên sau khi huynh đệ của họ đi Mộc Châu rồi. Ngựa lửa gì đó tùy tiện cho ăn no là được, không cần ngày ngày phải nhìn thấy cái khuôn mặt của Diêm Vương Ti của Lan. Còn không cần đưa đùi gà đến cho cái tên chất bùm Ti Tịnh Uyên nữa có thời gian sẽ đi cùng miêu quản gia ra chợ lừa ăn ké uống chạch tương lai đẹp như thế mỏi mất là mất rồi hay sao nghe nói mộc châu bây giờ rất lạnh nàng không muốn đi đâu à ta cũng đi nữa tỷ tĩnh uyên chỉ vào đảo yêu chỉ đưa nàng ta đi, vạn nhất có gì ngoài ý muốn, thì đệ đến một người giúp đỡ cũng không có. Ti cuồng lan nhàn nhạt nói, sau khi trời sáng, Quỳnh tiếp tục đóng cửa tự mình. Tỉnh ngộ, trước khi đệ trở về, phải nhìn thấy bát tự của các cô nương kia không thiếu một phần bày ra trước mắt. Nếu không, tháng sau, Quỳnh cũng đừng mong ra khỏi phòng. Ta cuối cùng rốt cuộc là có phải huynh trưởng của đệ không thế hả? Tì tính Nguyên cúi đầu một cách tang thương. Ta làm tất cả không phải đều là vì muốn tốt đẹp cho đệ hay sao? Tì Quảng lan nhìn hắn, chỉ phân phó cho miêu quản gia. Lục ta không ở đây, mọi việc đều giao cho ông xử lý. Nếu như có người phá hoại quy củ thì không phân chủ tớ, cử theo giả pháp mà xử trí miêu quản gia ôm quyền nói dạ nhị thiếu gia yên tâm ạ à. đợi chút ta có thể không đi không Đảo yêu vội nhảy ra nhị thiếu gia ngài anh minh thần võ yêu quái sông nhỏ bé như thế ngài chỉ cần dùng một chân thôi cũng có thể dẫm chết nó rồi mà ti cuồng lan đứng dậy đi đến trước mặt nàng khẽ quý đầu Người không thể không đi Đi theo chủ nhân hầu hạ trước sau Đấy là công việc nằm trong bổn phận của ngươi Không đúng hay sao Nói đoạn cũng không quan tâm nàng có muốn phản bác gì không Khóe miệng hơi cong lên Đi thẳng ra cửa Chỉ lưu lại một câu Đều đi nghỉ ngơi cả đi Nè 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 Ta không đồng ý sắp xếp như thế đâu nhá đảo yêu muốn đuổi theo hắn lại bị liễu công tử kéo lại người đang làm cái gì thế liễu công tử liếc nàng một cái lại nhìn theo hướng ti cuồng lan biến mất bĩu môi ngày ngày cháy nước miếng trước phòng tư tuyệt thế của nhị thiếu gia lần này có cơ hội lớn như thế bày ra trước mắt ngươi lại còn quỷ khóc sói chu gì nữa ta không có chảy nước miếng nữa được chưa nào đào yêu khóc lóc một cách đau lòng Tạ bây giờ sợ nhất là cùng hắn đi riêng hắn sẽ dùng một trăm cách để giết chết tạ đấy à gì đà phật ai giết ai còn chưa chắc đâu lắm lời chắp tay trước ngực lần trước nhị thiếu gia vì giúp thục hồ nói không chừng đã đắc tội với bệ ngạ ti gì đó rồi cho nên là lần này người phải đi cùng với ngài ấy đến mộc châu cũng coi như là trả lại cái ân tình lúc đó đi đảo yêu mím miệng Ông <laughs> đó lạnh thế Và lại Bạn nhân Hắn lại không cho ta ăn thịt đi phải làm sao ta không đánh lại được hắn ta vậy thì ăn chay ăn chay tốt cho sức khỏe mà ta không nữa. liệu công tử người đi với ta đi ta không đi ta phải ở lại để nghiên cứu cách nướng thịt vạt lại ta lại còn phải ngủ đông chứ các người rốt cục có phải cùng một bọn với ta không thế ta nướng thịt đợi ngươi về ăn sao lại không tính là một bọn với người chứ Ta sẽ ngày ngày cầu phúc cho ngươi, chúng ta mãi mãi là người một nhà. Hai con ngựa dẻo dài nhất ở trong tỳ phủ, nhẹ nhàng kéo xe ngựa đi ra khỏi cửa thành, nhanh chóng đi về phía Mộc Châu. Trong xe ngựa, tỳ của Lan nhắm mắt dưỡng thần, nếu như không có hơi thở thì thực sự có thể đốt một nén hương để thắp cho hắn luôn cũng được rồi. Đào Yêu và Thẩm Phong ngồi một bên. Thẩm Phong thỉnh thoảng lại vén cái màn nhìn ra bên ngoài, dáng vẻ căng thẳng như hy vọng một khắc sau sẽ đến ngay Mộc Châu vậy. Được rồi, phải mấy ngày nữa mới đến Mộc Châu cơ, đừng có vén màn nữa, gió lạnh thổi vào đầy xe rồi này. Đào yêu nhịn không được nhắc nhở nó mới an ổn ngồi xuống đây đây là con ngựa chạy nhanh nhất của ti phủ rồi người cứ ngồi đợi đến nơi là được nó nói mấy lần nó mới chịu ngồi yên chỉ là yên tĩnh không được bao lâu nó lại nhịn không được mà ngoẹo đầu ngó sang bên ngoài mạn xe lại bị ánh mắt cảnh cáo của đào yêu rụt cổ về lại ta rời mộc châu càng gần nó càng căng thẳng dáng vẻ dũng mãnh lụng sông vào tì phủ cơ hồ đều bị gió lạnh thổi sạch sẽ hết trơn lộ ra cái dáng vẻ vốn dĩ lúc nào cũng bất an như ban đầu các người thực sự có thể giúp ta giải quyết con yêu quái ở trong sông bạch tức sao đào yêu liếc nhìn ti cuồng lan cười nói <cười> sao Người vẫn thiếu niềm tin với nhị thiếu gia không đủ cường chám nhà ta sao? Tích cuồng lan vở như không nghe thấy, đến khóe mắt cũng không động đậy. Dù gì thì tắt đấu với nó lâu như thế, vẫn không thể làm nó bị thương một chút nào. Và lại, thời gian không còn nhiều nữa rồi. Nếu như lần này, việc vẫn không thành, thì ta sợ không còn có cơ hội xoay chuyển nữa. Nó có vẻ dối rắm căng thẳng nhìn họ các người dù sao cũng là người trần mắt thịt ta ngươi từ nhỏ đã sống ở hồi long thôn à Ti cuồng lan đột nhiên ngắt lời nó thẩm phong sửng sốt một hồi lâu sau đó mới gật đầu không đúng Ti cuồng lan mở mắt cười, <cười> nên hỏi ngươi có phải từ nhỏ đã mọc ở hồi long thôn hay không chứ đạo yêu bún môi không lên tiếng. Còn người này, bất cứ lời nào từ miệng của hắn phát ra, nghe thì có vẻ bình thường, thực ra thì đều mang cái ý trào phú. May mà thẩm phong không được linh mẫn cho lắm, nếu mà không thì trên đường đến đây đã có thể là làm cho hắn là tức đến, uh, bị hắn làm cho tức đến nuốt không nổi cơm nữa rồi ấy. Hồi long thôn không thể làm ta mọc lên được. Ta chỉ nhớ là mình sống ở bên cạnh một cây phong khổng lồ, phía trước là u tuyền, phía sau là thanh sơn, dưới đất có đá bảy màu lung linh ánh sáng. Nó cố gắng nhớ lại, dáng vẻ giống như là rất lâu rồi chưa từng có người hỏi nó về vấn đề này vậy. Phong sinh không phải tùy tiện mọc ra từ một cây phong nào đó đâu Cần phải có tạo hóa của thiên địa Dùng thiêng núi linh Người tưởng là vườn rau nhà ngươi sao Mà nói mọc là mọc được Đào yêu lấy ra một bọc kẹo từ trong tay nải Ném một viên vào miệng Lại đưa cho thẩm phong một viên hỏi Bị bắt đi há Thẩm phong đờ người Viên kẹo lọt vào giữa các ngón tay nó rơi xuống lại bị nó vội vàng nhặt lên, nhặt vào trong miệng. Bẩn rồi còn ăn, đảo yêu giật lại viền kẹo vứt ra ngoài cửa sổ, buồn cười nhìn nó. Người rất thích ăn kẹo à? Nó lắc đầu, rất lâu rồi, không có ai mời ta ăn. <laughs> không phải thích ăn kẹo, chỉ là sợ người mời ngươi ăn không vui, thôi phải không? Đào yêu đột nhiên đưa tay ra sở đầu nó cười cười giống như đùa với một đứa trẻ <laughs> khó trách lại dễ bị bắt như thế ti cuồng lan nhìn hai người lại nhắm mắt nghe không hiểu có thể hỏi ra ta rất vui có thể giải thích nghi hoặc cho nhị thiếu gia ngài đảo yêu nghiêng đầu nhìn hắn cực một trăm cái bánh bao thịt là hắn khẳng định không biết lai lịch của phong sinh càng không biết câu bị bắt đi mà nàng nói lúc nãy là có ý gì? Hừ, cài tên bác học đa tài, văn tài cao hơn người như hắn, cũng có lúc gượng gạo vì muốn biết lại không thể biết. Nhưng mà ti cuồng lan thì hoàn toàn không cho nàng chút cơ hội để trêu gạo, chỉ nói mấy cái loại thực phẩm như kẹo, nếu như mà ăn quá lượng đối với thân thể thì không có chút ích lợi nào. Người đã có thân hình không bằng người khác rồi, nếu như mà còn mập thêm một vòng nữa, là khó mà chấp nhận nổi đấy. Vì sao mà hắn lúc nào cũng ở đâu có thể tìm được cái điểm để mà công kích mình như vậy ấy nhỉ Và lại còn không cần phải nói gì quá nặng lời, chỉ nhẹ nhàng vẽ ra một thét út nhàn nhạt thôi, cũng đủ khiến cho nàng tức tối đến mức muốn dùng thuốc độc để độc chất hắn này lập tức chứ. Nếu như mà không suy nghĩ đến việc Thẩm Phong vẫn tâm tâm niệm niệm cầu xin ti cuồng lan hắn đến giúp giải thị phi thì nàng có thể dùng cái mạng này để sẽ quất đấu giang hồ một trận với tỷ quảng lan đấy Không đá hắn lằn khỏi xe ngựa 18 vòng thì nàng khó mà giải tỏa được cái oán hận ở trong lòng Cơ mà, ai, nếu mà thực sự đánh nhau thì người bị lăn ra ngoài thì có lẽ phải là nàng mê đúng chứ <laughs> ta không sợ mập dù gì thì ta cũng đâu muốn làm nhị thiếu phu nhân <laughs> đào yêu cố gắng đè nén cần phẫn nộ giả vờ vô tâm vô phế cười cười nói <cười> lại nói nhân gian tươi đẹp ta cũng còn không muốn giống các cô nương xui xẻo kia <laughs> trẻ tuổi chết kiểu <laughs> không phải chào <trào> phúng sao <laughs> ai mà không biết chứ không biết là ai lúc đó ngày nào cũng trao mình ở trên bờ tường nhìn trộm nhập Thì cuồng làn cong cong khóe miệng Ta không phải là đinh tam tứ mê Ta không phải là vì đinh tam tứ mê Đào yêu đỏ mặt lại nhìn cái khuôn mặt mơ hồ của thẩm phong Mới thu hồi lại cái ý muốn phản bác Cũng không còn tâm tình ăn cạo nữa Cũng chẳng còn cái tâm trạng nào mà ăn cạo nữa tức giận cất kẹo vào thẩm mắng tả à, nhổ vào cái lão cẩu nhớ dài ngàn năm ti cuồng lan nghe không sót một chữ cười nói <cười> ta từ nhỏ trí nhớ đã xuất chúng rồi nhìn qua một lần sẽ không quên không liên quan gì đến tuổi tác cả đào yêu cố ý ngoáy ngoáy tai vở như không nghe thấy nhìn thẩm phong nói lúc nãy ta không nói sai chứ thẩm phong sững người, nửa ngày mới phản ứng lại, cúi đầu vò vò ngón tay, <laughs> là bị bắt nhưng mà ta rất vui. Mời các bạn nghe tiếp nội dung ở video ngày mai ạ, cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng ạ.